Hello mọi người, đây mình giới thiệu cho mọi người một dòng máy bơm. Đó là máy bơm Việt Nam nha mọi người. Máy bơm Việt Nam này. Máy bơm Việt Nam bên cơ sở mình sản xuất và làm luôn nha mọi người. Đây. Máy bơm Việt Nam. Thì bơm chìm nha mọi người. Thì có hai dòng, một dòng đó là một dòng bơm nước thải. Con này là bơm nước thải này. Bơm nước thải này, biogas. Bơm hố móng ha, hút bùn, hút cát ha mọi người. Là con này. Thì cái dòng bơm nước thải thì mình có một pha và ba pha. Thứ nhất, thứ hai là dòng nước thải này này, bơm thải này thì mình sẽ có công suất nó là một ngựa là hồng ra 60, hai ngựa hồng ra 90 và ba ngựa là hồng ra 90 luôn nha mọi người. Đây, hồng này là hồng 90 nhé, 90 này, 90 ha, 90. Thì mình giới thiệu sơ ha, cái nắp ở trên này bằng gang ha, cái thân này bằng inox. Còn cái chân ở dưới này cũng bằng gang luôn. Cái cánh á, là cánh ba lá. Cánh ba lá bằng gang. Một giờ á, thì con một ngựa ra trong 60. Một giờ nó bơm được tầm khoảng 30-40-30 khối nha mọi người. Còn con hai ngựa này một giờ nó bơm được 45-50 khối. Còn con ba ngựa này, ba ngựa bên đây, ba ngựa bên đây thì cũng ra 90 luôn. Nhưng mà nó mạnh hơn nha. Nó mạnh hơn. Một giờ nó bơm được tầm khoảng 50-60 khối, thì tùy theo mọi người xài ống to ống nhỏ và ống và đi xa hay đi gần nhé, thì lưu lượng nó sẽ khác nhau. Bơm này thì dây nguồn nó là 5m nhé. Mọi người xài có điện 3 pha thì xài điện 3 pha, thì mọi người không có 3 pha thì xài một pha điện gia đình 220. Bơm Việt Nam nha mọi người, bên cơ sở mình sản xuất nhé, giá rẻ, chất lượng cao nhé. Rồi bơm người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam nha mọi người. Thì con này thì mình bán giá thì giá tại cho thợ thuyền và cũng như là cửa hàng nha mọi người, giá phân phối nha. Đợt này do dây đồng với vật tư đồ nó lên cao, mặc dù nó dây đồng với vật tư vật giá lên rất là cao. Thì có hai dòng, dòng này là bơm nước thải bioga ha, hố móng rất là mạnh nha mọi người, bơm rất là mạnh nha mọi người, mình nói rõ nha, bơm Việt Nam nha. Đó này, thân nó bằng gang này. Đó, cánh bằng gang luôn, ba lá. Thứ nhất là một loại này. Còn loại thứ hai nữa đó là loại áp ly tâm. Cái loại này là lưu lượng nha. Còn cái loại này ly tâm này, áp ly tâm. Áp ly tâm thì cái nắp này bằng inox, cái thân bằng inox ha. Còn cái đề dưới này cũng bằng gang ha. Cái này dưới này bằng gang luôn. Cái cánh này bằng nhôm. Mọi người phân biệt nha. Áp ly tâm á, là nó đẩy cao này, đẩy xa. Đẩy cao đẩy xa. Đó. Cánh là cánh bằng nhôm ha, cái nắp này là nắp bằng inox. Còn hút nước thải biogas là cái lưu lượng nó lớn, nó hút bùn hút thải mà nó đẩy xa, không có xa bằng, nó đẩy không xa bằng cái loại áp này, và lưu lượng nước ra thì nó ngược lại nó nhiều hơn cái áp này mọi người. Cái áp này đẩy xa đẩy cao nhưng mà lưu lượng nước ít, còn cái bơm thải này á, lưu lượng ngay á, thì nước nó nhiều nhưng mà bơm á, là đẩy không cao không xa nha mọi người. Tầm cao nó tầm khoảng 3-4 mét thôi, còn tầm xa thì khoảng 200-300 mét, 400-500 mét cũng có thể, tại vì nó nằm dưới đường bằng thì có thể nó đẩy được nha mọi người. Nó lưu lượng. Còn cái áp này, áp ly tâm thì cánh nó bằng nhôm nha mọi người, thì cánh nó bằng nhôm, còn lưu lượng thì cánh bằng gang ha. Đó. Cái áp ly tâm này thì mình có công suất là một ngựa này, một ngựa rưỡi, hai ngựa và ba ngựa nha mọi người. Đó. Cánh nó bằng nhôm. Một ngựa thì hồng hút cái đường ra của nó là 34, ba ngựa và hai ngựa ra 42 mọi người. Áp ly tâm. Con bơm này á, nó đẩy rất là mạnh nha. Rất là mạnh. Còn con một ngựa rưỡi, hai ngựa, ba ngựa thì nó đẩy lên cao hơn nha mọi người, trên 30 mét nha mọi người. Và đẩy xa tầm khoảng 400 mét nha mọi người, tùy theo công suất nhé. Đó thì mọi người có nhu cầu về bơm áp tưới này cũng như nước thải thì mọi người alo cho mình số điện thoại là 0906329728 nhé, mình sẽ tư vấn cũng như báo giá cho mọi người. Bơm chìm Việt Nam nha mọi người. Đó, còn đây là bơm chìm nội địa Nhật này ha. Đây, cái này là bơm chìm nội địa Nhật ha. Đó, bơm chìm nội địa Nhật nó khác bơm chìm Việt Nam. Bơm chìm nội địa Nhật á, thì cái nắp này bằng nhựa này, cái nắp này bằng nhựa, cái đế dưới nó bằng nhựa, cái cánh nó bằng nhựa. Đó, người xài bơm chìm nội địa Nhật á, thì nó nhẹ. Thứ nhất là giá cả nó rẻ này. Thứ hai là hàng của nội địa Nhật, so sánh cũng như là mọi người chọn cái dòng bơm phù hợp với mình.
mọi người xài bình thường mà không cần phải mạnh quá, cũng không cần phải không xa quá, không cao quá, thì mọi người xài cái bơm chìm nội địa Nhật nó sẽ hay hơn nha, nó sẽ ok hơn. Thứ nhất là nó nhẹ, nó nhẹ lắm này, nó nhẹ này đó, nó nhẹ. Thứ hai nữa là nó tiết kiệm điện nha mọi người đó. Như mọi người ở vùng sâu vùng xa vùng quê thì cái bơm chìm nội địa Nhật này điện yếu nó vẫn chạy được nha, tầm khoảng 190-200 nó vẫn xài được ok nha. Còn cái bơm Việt Nam này và bơm Trung Quốc thì điện mà khoảng 190 hoặc là 200 thì nó chạy rất là nóng và yếu nha, nó sẽ chạy không được, nó sẽ dễ bị hư và cháy nha mọi người đó. Thì mọi người xem cái điện ở vùng mình có mạnh không thì mọi người sẽ chọn cái bơm phù hợp ha. Đây, như bơm chìm nội địa Nhật này, bơm này là bơm chìm nội địa Nhật ha. Đây, bơm chìm nội địa Nhật này đó. Con này là 1,5 này, con này là 750W ha, con này là 400W ha đó. Bơm chìm nội địa Nhật thì điện mình đã chuyển thành điện 220 rồi, điện 220 nha mọi người, về cắm điện vào là xài thôi. Nó cũng có hai dòng luôn, một dòng áp tưới đẩy cao đẩy xa và một dòng lưu lượng hút thải bio ga, hút nước biển, hóa chất hèm rượu nha mọi người. Đó là bơm chìm nội địa Nhật, nhẹ, tiết kiệm điện, giá rẻ đó, công suất là 400W này, 750W, 1500W và 2,2 kW nha mọi người. Đó là ba ngựa thì mọi người chọn cái nào cũng được nha. Bơm chìm nội, đây là bơm chìm nội địa Nhật này, mình nói lại nha, bơm chìm nội địa Nhật là bơm bãi giá rẻ đó, chất lượng Nhật, nắp nó bằng nhựa này, đế nó bằng nhựa ha. Còn bơm chìm Việt Nam á là gang với nhôm nha mọi người, với inox. Bơm chìm nội địa Nhật á là bơm bãi nha, bơm bãi mình về là bơm cũ nha, mình dọn dẹp rồi vẫn giữ nguyên zin của Nhật. Thì mọi người ứng xài thì mình sẽ bán cái dòng bơm nội địa Nhật này thì giá nó sẽ rẻ hơn nha mọi người. Và nó sẽ tiết kiệm điện hơn, nó nhẹ điện hơn nha. Còn mọi người muốn xài mạnh thì mọi người xài bơm Việt Nam cũng như là bơm Trung Quốc ha. Còn mọi người muốn xài bơm bền tốt, nhẹ điện, tiết kiệm điện mà cái lưu lượng nó vừa phải thôi thì mọi người xài bơm chìm nội địa Nhật này cho mình nha. Rồi mọi người có nhu cầu thì alo cho mình sẽ tư vấn cũng như báo giá, mình ship toàn quốc nha, bao mọi người giá, bao mọi người giá rẻ nha, bao mọi người xài cũng như là uy tín chất lượng nha mọi người. Thì con này là con 750W này, 750W nha mọi người. Đó, thì cái con này là cánh áp thì nó sẽ mạnh nha. Còn hiện tại là mình đang ráp cái cánh lưu lượng. Cánh lưu lượng này cho khách hàng gửi về khách hàng bánh cát nha. Thì bây giờ mình có cái sảnh ống 34 này ha, thì mình test ống 34 luôn. Mọi người thấy ghê chưa? Đó. 750W nha. Cánh tát, cánh hở nha mọi người, cánh hở nha. Còn nếu mà cánh mà áp ly tâm á, thì nó sẽ mạnh rất là nhiều nha, nó sẽ mạnh gấp đôi cái cánh này, nhưng mà lưu lượng nó ra sẽ ít hơn nha mọi người. Thôi mọi người phân biệt như vậy.